Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Raider lột xác với một cái dàn chân bất hủ. Nhắc về cái dòng Raider độ thì mình chắc chắn các bạn sẽ không thể nào quên được cái hệ Raider săn cơ thần thánh từng làm mưa làm gió ở tất cả các diễn đàn về cái dòng xe máy cách đây nhiều năm về trước. Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy huyền thoại ấy sống lại lần nữa bằng một cái cực phẩm Raider độ chất như nước cất. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha. Lợi dụng cái phần ưu điểm ghi trong trần của chiếc Raider độ, người chủ đã tinh chỉnh cái cụm nắng Rainbow Asset Costa Costa để nâng tầm đẳng cấp chiếc xe cưng. Nằm đối xứng với nó là cái cụm con Accosto, khắc phục triệt để cái nhược điểm con nặng của tất cả các dòng Raider. Cái sự hiện diện của cụm con Domino 1 chia gà đem đến khả năng tăng tốc hiệu quả hơn bao nhiêu hết và cho cái cảm giác là phấn khích từ người chủ. Chỉ hết cái phần di động còn có thêm một cái cụm đề và cụm công tắc Domino. Có rất nhiều nút bấm giúp người chủ tận dụng thể bổ sung thêm nhiều tính năng khác nhau. Một cái bộ cản ba chân dưới tiện CNC đến từ nhôm nguyên khối đã được bổ sung nhằm phục vụ mục đích là cố định cái cặp phục upside down của cái dòng MX-105, cường hóa cái độ cứng cáp của phần dàn chân giúp người lái có thể tự tin vận hành ở ngưỡng tốc độ cao mà không cần phải nâng cấp thêm cái phần trợ lực. Heo tháng trước của chiếc Raider độ hôm nay được nâng cấp thành cái dòng Rainbow logo đỏ gắn thông qua cái phần phát nhôm CNC đảm bảo ăn hết được đĩa phần đĩa thắng của Honda MSR-10. Mâm trước cũng là cái dòng mâm MSR-10, còn lý do vì sao người chủ lại tận dụng cái dòng mâm này thì mình sẽ bật mấy tiếng ở phía sau. Ngoài việc tân trang là cái phần động cơ của chiếc Raider thì em ấy còn được nâng cấp một cái bình xăng con lên thành là phun xăng tới FI, đảm bảo cái độ im, độ bền bỉ, tiết kiệm điện trong quá trình là vận hành. Chi tiết đồng bộ với cái cặp lốc máy là cái phần động cơ bên đặt Rainbow, cái màu vận động nhìn nó cũng rất là bắt mắt. Bộ cấp đơn đầy cơ bắp, nó hoành tráng của dòng MSR-10SB đã được gắn hoàn chỉnh lên cái chiếc Raider độ một cách đầy chỉnh chu. Một phong cách giúp cho tổng thể cái chiếc Raider trở nên là gợi cảm, mang cho mình cái hướng của một cái dòng mô tô một cái lớn. Heo thắng là cái dòng Rainbow logo đỏ giống như cái dàn chân trước. Cái longbow trên cái chiếc xe là longbow Yoshiura kết hợp cùng với cái bô tăng là R8, nó kích thước lớn, vị hiện rất rõ cho cái chiếc Raider độ đang sở hữu một cái bằng nội công không hề tầm thường thế nào. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái chiếc Raider độ lần nữa nhé. Wildo 110 lên toàn những món đồ hiệu nhìn cực kỳ sang chảnh. Cái diện mạo của chiếc Wildo 110 hôm nay là một cái chiếc xe được bán trên chính hãng từ ở bên thị trường Indo về. Người chủ đã làm mê mệt người xem bằng một cái diện mạo nó rất là thời thượng, chất chơi, đi kèm một tá món đồ chơi ấn tượng. Chi tiết đầu tiên chính là cái cụm thắng Rainbow Asset phiên bản Costa Costa, giúp khả năng kiểm soát phanh trước y máy và có khả năng canh dầu thắng nhanh hơn nhờ vào vị trí ốc gió được bắt ở trên cụm. Tận dụng cái cụm con tiếp em làm ta thắng chạy thống thắng đùm của sau vận xe. Tuy nhiên việc thay đổi này cũng khá đẹp, dường như một thứ đập mất đi trên cái phần xe chính là khóa thắng ở bánh sau. Chế độ cũng rất an toàn khi chúng ta đậu ở phần chốc nghiêng. Bên trên là kính gục của CIC mình ngay vị trí kính zin. Nhìn xuống dàn chân ta thấy ngay hình ảnh heo của Rainbow 2 bit đã xứng, đi ngoại hình rất đẹp bằng cái liệt nhôm nguyên khối ghép với nhau tạo cũng khá nổi bật. Chi tiết hắn được hai bản chất liệu G5, một cái điểm nhấn với ốc G5. Cái dàn chân sau ta thấy người chủ tận dụng cái phục Hollin bình dầu liền nằm dưới với tổng chiều cao là 310, lắp vào chiếc xe phần đuôi phải cao hơn các hãng dùng phục zin hay cái hiệu khác. Xung quanh bộ nồi là dây ốc sợi gà sáng bóng. Cái phần chân trống được gia công chất liệu inox khá đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, share, subscribe.